Chào cả mọi người nhá. Hôm nay là tiếp tục về công việc cho mọi người. Gần một tháng trời mưa lâu quá. Hôm nay là lại lên tiếp tục công việc thôi. Bắt đầu giá chát cho mọi người. Một số giá chát, một số thì làm điện này kháng nhá. Đúng là cái tháng mưa ảnh hưởng cơn bão số 7, số 8, số 9, ba cơn bão. Xem em đang làm trong, em làm đấy nha, công việc mình người ta mẹ làm luôn. Thank you.
vịt quay mọi người. Mua con vịt quay mà đợi lâu quá. Vì vẫn chết chín. Mình xem người đang quay nữa. Bây giờ chín này đừng có vội nhá. Bây giờ từ tôi đến chín. Có chín nữa không? Hả? Em là anh bố để khổ rồi chứ. Mua được 2 tùm đấy mọi người. Anh lấy được 2 tùm vịt quay. Mở đi. Vịt quay này. Gì ạ? Cho hai đùi. Cho hai đùi. Tiếp tục uống rượu cho mọi người. Khỏe nha. Mời cả mọi người nha. Mời mọi người nha. Tân Đình Khải. Lấy cả mọi người nha. Nhanh. Lấy cho nhiều người. Đôi 2 3 7 bát nhanh. Rượu ngon mùi ngon. Đi. Ăn đùi đi. Chị Thương ăn đi ơi. Lấy một con mô. Vịt quay đây. Mời cả mọi người nha. Vịt quay rồi nha. Ăn đùi nha. Cái món cho thơm đi kém này. Thì cho thơm không có. Đi. Đi thôi, tiếp thôi. Nha, mày chú bán nha. Tiếp tục. Mình có mời anh em đổi trên trang web nha. Đổi mình có cái bình làm ổ cốc này. Bình này không thể bỏ được. Không phải uống ly. Uống bằng cốc. Nước lọc thôi, nhìn nha. Có giảm thôi.
Xà lách sách tái nha mọi người nha. Đấy, xà lách sách tái nha. Ê! Dài đấy mùi à. Video mình để tay tạm dừng đi mọi người nha. Hẹn mọi người video xấu nha. Cho mình ăn với. Chào tất cả mọi người. Bye bye, see you again. Good day to the...